Hey, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Baidu Official. Ở video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ về Corel. Ở cái video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị về cách mà chúng ta đưa cái đối tượng vào trong vùng làm việc ở trong Corel mà mình đang làm trên đây là ở Corel X7 nha tất cả các anh chị ha. Thì để copy vào trong Corel thì khi các bạn mở hình vào trong Corel thì các bạn muốn lấy ở một cái hình ở trên mạng mà chúng ta đưa vào trong Corel thì chúng ta sẽ vào trong cái trang web và sau đó chúng ta sẽ lựa hình. Chúng ta muốn chọn cái hình nào đó để vào trong Corel để chúng ta làm việc. Thì ở trên cái hình trang web này khi các bạn lấy hình thì mình khuyên các bạn nên lấy hình những cái công cụ có độ pixel cao. Mục đích là để khi mà chúng ta đưa cái hình vào nó sẽ không bị bể, bị nhòe trong cái file thiết kế của chúng ta. Và nó có độ sắc nét rất là cao để cho cái file thiết kế chúng ta nó trở nên đẹp và in ra nó không bị bể hình. Thì khi mà chúng ta mở hình lên như thế này thì các anh chị vào trong phần công cụ ha. Các anh chị chọn phần kích thước. Thì ở đây á, đa số khi mở ra thì nó ở dạng là mọi kích thước. Các anh chị chọn xuống phần kích thước lớn. Thì ở đây nó sẽ hiện ra những cái phần kích thước lớn ở trong cái hình như thế này. Thì khi mà các anh chị copy hình thì các anh chị không nên để như vậy. Các anh chị lít phải chuột vào, các anh chị copy. Không nên làm như vậy thì các anh chị sẽ thấy đây là cái file hình mà chúng ta sẽ để như chúng ta sẽ để ở ngoài nữa ha. Chúng ta copy vậy thì hình đưa vào nó sẽ bị bể hình như thế này. Tại lý do là sao? Lý do là khi mà các anh chị đưa cái hình vào là nó chúng ta chưa có mở lên, nó sẽ chưa có load được cái ảnh ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy đây là một cái ảnh full HD ha. Nó là 1920x1080, đây là cái độ lớn của ảnh nè. Thì khi các anh chị tìm ảnh thì các anh chị lít vào ảnh và nó sẽ mở ảnh ra thì nó có cái thể hiện luôn kích thước trên đây. Thì các anh chị sẽ chọn những kích thước nào với có cái độ ảnh nó cao. Đây nè, các anh chị thấy đây là những cái ảnh mà mình lấy ha. Đây là 1260 nè. Thì các anh chị sẽ thấy là có những cái ảnh ha. Nếu mà các anh chị để kích thước bình thường thì nó sẽ đưa ra những cái ảnh rất là cái độ pixel của nó rất là thấp. Ví dụ đây ha, các bạn chị thấy là nó chỉ còn có 909 nè, nhân cho 455, đây là những ảnh pixel rất là thấp. Do đó tất cả các anh chị vào trong công cụ, các anh chị chọn kích thước và chọn tới cái kích thước lớn để chúng ta chọn những cái size ảnh có độ phân giải cao. Và khi đó chúng ta sẽ lít vào ảnh để cho cái ảnh nó load, nó mở ra thế này nè. Rồi sau đó chúng ta mới copy vào. Chúng ta đưa chỏ chuột vào trong hình, chúng ta lít phải chuột, sau đó chúng ta sao chép hình ảnh. Sau đó chúng ta vào trong Corel, chúng ta paste vào. Các anh chị copy vào thì các anh chị sẽ thấy là cái hình nó rất là to đúng không? Cái kích thước của nó rất là to, nó tới này là 67 cm luôn nè, kích thước rất là to. Và cái hình các anh chị thấy nếu cái độ hình phân giải nó lớn thì cái hình nó rất là sắc nét chúng ta đưa vào. Và khi mà đưa vào thì ở trên hình nó sẽ có thể hiện 6 cái dấu chấm, 8 dấu chấm để chúng ta đưa vào, chúng ta kéo nhỏ to hình ảnh. Hoặc là chúng ta cũng có thể lựa chọn kích thước trên đây. Rồi đây là cách thứ nhất mà chúng ta đưa hình ảnh vào. Cách thứ hai là các anh chị save hình ảnh này lại. Các anh chị save hình ảnh vào ở trong cái một cái các anh chị lít phải chuột chúng chị vào trong cái phần lưu hình ảnh. Hoặc là những cái hình ảnh mà các anh chị đã có lưu sẵn ở trong máy mà các anh chị muốn đưa vào thì các anh chị tới cái hình ảnh mà các anh chị cần ha. Đây nè, bây giờ cái hình mình mới lưu vào trong đây. Thì các anh chị nắm cái hình, các anh chị giữ trái chuột ha, giữ trái chuột không buông nha. Các anh chị kéo vào, các anh chị thả vào thì các anh chị đưa vào tới phần chỗ cái icon của Corel phía dưới này thì nó sẽ hiện ra cái bảng và chúng ta sẽ đưa con chỗ chuột vào trong khung làm việc và chúng ta sẽ thả ra thì đây thì nó vẫn đưa cái hình cho chúng ta vào. Đây là cách thứ hai. Còn cách thứ ba là các anh chị vào file, các anh chị vào import, tìm tới nơi lưu hình ảnh, sau đó chúng ta kéo xuống đây. Chúng ta lít vào trong hình ảnh và chúng ta import nó thì khi đó thì nó sẽ hiện ra một cái con chuột theo cái hình vuông thế này ha. Thì sau đó là các anh chị giữ trái chuột không buông vào cái gì, kéo tới đâu thì cái ảnh nó sẽ bự ra tới đó. Đây là cách thứ ba để chúng ta đưa ảnh vào. Mình nghĩ các anh chị và các bạn có thể là đưa kéo thả vào thì cho nó nhanh ở vùng làm việc hơn ha, chỉ có trừ trên web chúng ta sẽ copy vào chúng ta sẽ đưa. Đây là cái ảnh. Còn đối với mà cái những cái hình ảnh mà ở cái dạng PNG, tức là PNG là tức là cái hình nền này nó rỗng nè, các chị sẽ thấy cái logo thôi phải không? Cái đây là cái quốc huy thì các anh chị sẽ thấy logo thôi. Thì bây giờ các anh chị nếu mà các anh chị copy vào
copy trực tiếp vào đối với hình PNG á, các anh chị sao chép hình ảnh và các anh chị bỏ vào thì nó sẽ bị đen cái nền. À, nó sẽ bị cái hình nền này nó sẽ bị đen. Cho đó để copy cái hình ảnh về PNG thì các anh chị phải làm thêm một cái thao tác, tức là chúng ta phải save lại hình ảnh vào ở trong một cái thư mục. À, chúng ta phải save lại, sau đó chúng ta mới copy vào thì nó sẽ không có bị đen hình. Thì hình PNG thì nó mở định dạng bằng Photoshop ha. Đó thì các anh chị cũng khi mà đưa tới hình này, đây là cái quốc khi nào mình mới lưu về nè. Các anh chị kéo vào, các anh chị giữ trái chuột, các anh chị đưa vào trong icon và chúng ta thả vào. Thì khi đây là cái hình nó là một cái hình rỗng nền rồi nha. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy nè, khi mà đưa vào thì nó sẽ rỗng cái nền đi. Đây các anh chị thấy không? Đó. Thì với làm cách này thì mình mới đưa những cái hình PNG vào, nó sẽ không bị đen cái nền và chúng ta mới thao tác được. Do đó khi đối với hình PNG thì chúng ta phải nên phải copy về, sẽ save về ha. Rồi đó là cái cách đưa copy hình vào trong đối tượng hình vào trong phần Corel, thì có hình hình có nền và hình không có nền, chúng ta đưa bằng những cái cách, chúng ta có 3 cách để chúng ta đưa vào, thì các anh chị có thể áp dụng. Rồi khi mà các anh chị muốn làm ở những cái phần phần test, tức là phần chữ, bây giờ mình đây mình có một cái file, một cái file thô của cái thiệp mời, và bây giờ các anh chị muốn đưa vào trong phần Corel, các anh chị thiết kế thì chúng ta sẽ copy vào. Thì copy vào thì các anh chị phải bôi đen hết cái phần chữ ngoài ha, các anh chị lít phải chuột, sau đó các anh chị copy ha, các anh chị lên copy, rồi sau đó các anh chị vào phần Corel. Thì nếu mà các anh chị vào phần Corel xong, các anh chị phải vào ở trong cái phần cái chữ A nè, tức là test tool đó, các anh chị lít phần test tool ra, rồi sau đó các anh chị lít vào trong màn hình vào vùng làm việc, sau đó các anh chị bát ha, các anh chị nắm thì chúng ta bát qua. Thì đối với các anh chị lít như thế này, các anh chị bát vào thế này, tức là những cái chữ nào mà nó đánh quy một hàng thì nó sẽ ra một hàng dài luôn, nó sẽ ra qua một hàng dài. Còn đối với mà khi mà một cái trang giấy mà chúng ta đánh liên tục, chúng ta phải đánh từ trên xuống dưới thì nó sẽ ra một cái đường dài đến cái điểm N luôn. Đây cũng là một cách chúng ta đưa vào. Còn cách thứ hai là khi đó là các anh chị đưa vào cũng lít vào trong chữ A này và các anh chị vẽ một cái hình, vẽ một cái khung cố định. Thì một vẽ cái khung cố định này thì mình sẽ cho cái chữ nó nằm ở trong cái khung này thôi, nó không có di chuyển. Thì những cái phần nào mà nó ở nằm nó dài quá thì nó sẽ tự động xuống hàng, sau đó chúng ta sẽ cũng bát vào ha. Đó, chúng ta sẽ bát vào. Thì các anh chị các bạn thấy là khi mà chúng ta ví dụ như chúng ta đang làm ở một cái thư mời, chúng ta design, chúng ta có nền, có đồ chúng ta đưa chữ vào design. Thì đối với những cái phần như thế này nè, thì các anh chị sẽ thấy là nó được khống chế ở trong cái khung này để chúng ta làm việc, trong cái khung chữ này chúng ta làm việc. Nhưng mà đối với cái này thì các anh chị cần chú ý là khi mà các anh chị kéo nè, thì cái chữ nó sẽ nằm trong cái khung, nhưng mà các anh chị kéo quá thì nó có một số cái sẽ bị mất chữ, các anh chị thấy không? Để mất chữ thì chúng ta phải, đối với làm với cái hình thức này thì các anh chị vô cùng chú ý cho mình, đó là khi mà chúng ta kéo cái này thì chúng ta phải cần quan sát lại cái nội dung toàn bộ nha, chứ không thôi để tránh là nó bị mất. Thì khi mà đưa vô trong cái phần này ha, các anh chị làm thì các anh chị thấy nè, nó canh thì trên đây là về chữ ha. Về chữ thì các anh chị có thể chọn chữ trong Corel, trong cái phần trong máy tính của mình các anh chị có bao nhiêu chữ thì các anh chị nó đều sẽ hiện trong đây hết và chúng ta chọn nha. Còn kiểu gõ, những cái video trước mình đã nói rồi, khi mà mình chọn kiểu gõ đối với phòng Vini thì chúng ta phải lít vào, chúng ta sẽ chọn vào phòng Vini ha, chúng ta phải chọn vào Vini Windows. Còn đối với những cái phòng mà gõ theo Unicode thì chúng ta sẽ gõ theo cái mặt định sẵn của Unicode. Còn nếu các anh chị nào đang gõ thay led thì các anh chị có vào lít hai cái vào trong biểu tượng của thằng bộ gõ thì nó sẽ hiện ra này, thì các anh chị có thể chọn thay led hoặc Vini để gõ theo cái kiểu gõ của mình. Rồi sau khi các anh chị đưa làm với đưa cái đối tượng vào chúng ta design xong thì chúng ta phải save lại ha, chúng ta phải save lại. Thì khi mà save lại thì các anh chị xin lỗi các bạn, khi mà các anh chị copy thì các anh chị cũng có thể là nhấn phím Ctrl C ở trên bàn phím, và đối với là copy, và Ctrl V là paste vào, nó cũng giống như trên Word, thì các anh chị phải sử dụng hai cái phím đó, cũng nó cũng dạng copy cũng y như là cái chúng ta lít phải chuột của bạn chúng ta copy ha. Rồi sau khi mà chúng ta làm xong á, chúng ta phần xong á thì chúng ta phải save lại. Thì để save lại thì các anh chị vào trong ở nhìn lên góc trái màn hình là các anh chị sẽ thấy nó có cái biểu tượng của cái đĩa save ha.
đi sell này, hoặc bấm Ctrl S này, nó viết tắt này. Thì các anh chị đối với mà cái file mới thì các anh chị bấm vào thì nó sẽ cho tất cả các anh chị là cái chọn cái thư mục. Chọn thư mục. Thì ở đây là cái tên file. Cái tên file này. Còn phía trên đây là cái đường dẫn của mình lưu tới chỗ nào, thì chúng ta ví dụ mình lưu đi D thì mình sẽ chọn phía bên đây nè. Nó sẽ có ra những cái phần mục chúng ta chọn, ví dụ đi D. Đây là cái tên file mà mình cần lưu, đó là tên gì, để tất cả các bạn và các anh chị để khi mà chúng ta tìm mà chúng ta biết nhớ tên file chúng ta tìm. Thì đối với tất cả các anh chị mà đang làm ở trên Core X7 á, nếu các anh chị muốn sell để đi qua một cái máy nào chúng ta làm thì các anh chị nên hạ cái version của nó xuống. Tại vì khi mà các anh chị đang ở Core X7 mà các anh chị qua mà mở Core X3 thì nó sẽ không có lên được. Tại Core X3 nó sẽ, cái bản quyền của nó là nó thấp hơn ha, thấp hơn Core X7. Do đó là các anh chị phải sell hạ thấp cái version xuống. Thì để hạ thấp version xuống thì các anh chị vào trong đây nè. Cho đến bản này là các anh chị thấy cái version. Thì hiện tại bây giờ nó đang ở cái version 7 ha, là 17 nè. Thì các anh chị sổ xuống thì ở đây nó có nè. Nó có các cái version ở đây, nó thấp nhất là cái version 11. Thì thông thường đa số hiện tại bây giờ mình thấy các anh chị cũng vẫn còn một số các anh chị, một số máy vẫn cài ở Core X3. Thì nếu các anh chị muốn làm qua máy khác làm, tốt nhất là các anh chị nên sell ở cái version 13 này. Tại đây là cái version mà thấy người nhiều người ta hay sử dụng nè. Rồi sau đó chúng ta bấm sell lại. Cái đó là khi mà các bạn là đang ở cái lệnh mới ha. Còn đối với mà khi mà các bạn đã mở một cái file cũ mà các bạn lên làm thì các bạn bấm lúc này là tự động nó sell lại luôn nè. Tự động nó sell luôn, nó không có cần hỏi là mình phải sell chỗ nào nữa. Còn đối với mà mình muốn sell lại một cái file mới, mình đặt một cái tên name mới thì các bạn vào trong file nè. Thì đây chúng ta có sell ad. Thì chúng ta chọn vào cái nút sell ad. Đây là cái nút sell mà khi mà đối với làm những cái file cũ thì nó tự động nó sell lại luôn. Còn đối với đây là cái sell ad, tức là file sell thêm một cái file tên mới thì chúng ta bấm vào. Những cái hình thức chúng ta làm vẫn như vậy thôi. Đối với file hình thì file hình này nó có khi mà các anh chị làm xong, ví dụ trong quá trình các anh chị làm, các anh chị muốn tách cái nền này ra rồi ha, các anh chị có một cái nền các anh chị tách ra, mà bây giờ các anh chị muốn lưu một cái file, lưu lại một cái file mà cái file đó là cái file rỗng nền để các anh chị tận dụng những cái bản background sau chúng ta làm, thì các anh chị ha, chọn cái đối tượng mà chúng ta cần lưu, sau đó các anh chị vào trong phần file, sau đó tiếp các anh chị tới phần export, hoặc là các anh chị nhấn phím tôi phím tắt là Ctrl E, sau đó các anh chị click vào thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái bản export cho mình, tức là export tức là mình xuất cái file ra thành file hình. Thì ở đây nó có nhiều dạng, ví dụ đây cái tên mình đặt là Wookie 1 ha. Thì dưới đây nè nó có cái hình dạng png này. Nếu mà các anh chị mà lưu file png thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có một cái nền trắng luôn nha. Bây giờ mình sẽ lưu cho anh chị thấy một cái hình file png nè. Đây mình vào desktop là Wookie 1 nha. Giờ chúng ta sẽ export nó vào. Thì export vào các anh chị sẽ thấy nè, ở cái phần trắng này nè. Đây là phần nó sẽ thấy luôn cái nền trắng thế này. Và chúng ta bấm OK. Rồi sau đó sẽ lưu lại. Còn đối với các anh chị mà muốn lưu hình rỗng nền thì các anh chị tiện vào file và export. Sau đó các anh chị nè, lít sổ cái phần sell ad tiếp xuống. Thì ở đây nó có rất là nhiều định dạng, các anh chị có thể là file dạng PDF nè, qua các chị file qua cái đuôi AI và qua AI mở cũng được. Sau đó các anh chị muốn lưu cái hình mà rỗng nền thì các anh chị phải vô cái dạng là BNG. BNG là đây nè, các anh chị click vào. Rồi sau đó các anh chị cũng export. Các anh chị nhớ là khi mà các anh chị export mà các anh chị cái chỗ cái select online này nè, mà các anh chị bỏ dấu tích ở đây, tức là thì nó trong cái khung làm việc của chúng ta có cái gì thì nó sẽ export ra cái đó hết. Còn nếu mà các anh chị click vào trong cái select online nè, thì khi nào cái đối tượng nào các anh chị chọn thì nó mới xuất ra, mới export thì cái phần cái đối tượng các anh chị làm thôi. Do đó các anh chị export vào. Thì các anh chị bây giờ các anh chị thấy là đây là những cái ô caro, đây là cái ô là rỗng nền ha. Đây là ô rỗng nền. Giờ mình sẽ đặt cái tên lại cho tất cả, sau đó mình mở lên cho tất cả các bạn dễ thấy ha. Đây. Ví dụ như Wookie 2 đi. Rồi chúng ta lưu lại. Chúng ta export nó ra. Thì đây, ngoài desktop đây các anh chị sẽ thấy nó có hai file. Đây là một file Wookie 1 nè. Wookie 1 là đây là cái file, cái đuôi của nó là CBG. Đuôi hình này.
Còn cái đây là quốc khí 2 nè, các anh chị thấy không? Bây giờ nó đây là nó bị rỗng nền rồi, thấy không? Đây là rỗng nền, nó giống này nè. Đó. Thì khi chúng ta đưa vào, chúng ta đưa đưa đối tượng vào thì đây là nó bị rỗng nền. À, nó bị rỗng nền nha. Còn khi mà các anh chị đưa cái hình đuôi JPG qua thì nó sẽ có luôn cái nền. À, đó là hai cách kiểu xuất. À, chúng ta nếu các anh chị muốn xuất JPG thì chúng ta sẽ chọn vào JPG ha. Rồi, đó là toàn bộ cái bài mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh chị về cái cách mà chúng ta đưa cái hình vào, đưa cái hình JPG, đưa cái hình PNG, đưa đối tượng chữ vào trong Corel để chúng ta thao tác, chúng ta làm một cái đối tượng gì đó và chúng ta save lại. Video của mình chia sẻ ở đây là hết. Hy vọng là nó sẽ giúp cho tất cả các bạn mới tiếp xúc với Corel, các bạn có thể là thực hiện được những cái thao tác đưa đối tượng vào trong Corel để chúng ta làm việc. Thì đây là những cái phần mà mình nghĩ nó cơ bản nhất mà các anh chị và các bạn nên mới bắt đầu thì các anh chị nên học và chúng ta thực hành. Thì ở đây qua bài thứ 5, thứ 6 rồi, cũng giống như đây trong cái phần Corel thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và sau này mình bắt đầu những bài tới mình sẽ đưa vào trong những cái phần thực hành cho tất cả các anh chị ha. Mình sẽ làm mẫu cho đây tất cả các anh chị nè, và sau đó có sử dụng thêm những cái nút lệnh nào, công cụ nào lệnh nào mới thì mình bắt đầu mình mới chia sẻ tiếp cho tất cả anh chị trong cái phần thực hành luôn. Để như vậy thì các anh chị đỡ ngán hơn là trong quá trình các anh chị tiếp thu, các anh chị tiếp xúc với Corel ha. Rồi video của mình kết thúc ở đây. Xin chúc tất cả các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công trên công việc của mình. Nếu các anh chị cảm thấy video nó có hữu ích cho cộng đồng thì các anh chị hãy nhấn vào nút share để cho mọi người biết và cùng theo dõi. Cũng đừng quên bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho video này. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị thấy kênh có hữu ích thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Bye bye tất cả các bạn và các anh chị nhé.